Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Hay quá, hay quá, hay quá quý vị ơi. Tức quy, giỏ tay lên đi. Tức quy, trời ơi, các em hâm mộ anh ha, rồi. Chết đi. Bảo vệ, ơi, ơi. Quy, anh Quy ơi. Yêu cầu xuống đi. Anh Quy. Đưa đi. Anh Quy, anh Quy đâu rồi? Ủa, mới nghe nữa mà, anh Quy đâu? Anh Quy đâu rồi? Anh Quy đâu? Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô. Đây nè. Anh Quy bên kia hả? Anh Quy, chạy với anh Quy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, bồ câu nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè. Cái chuyện gì mà ông xàm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là... Cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Chứ mà bảo vệ có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết. Chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này rồi người ta để ý nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À, thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vì à, không thích nhưng mà, ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris, cái show Thúy Nga? Ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thiên Nga Paris. À, tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thiên Nga. Thôi chết rồi. Thôi. Qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ bây giờ. Nói bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòn bon này. Tôi điên đầu. Mớ bòn bon gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là bà, theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi như thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc là người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm ở về. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Quy đâu? Anh Quy đứa Quy, anh Quy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Vô trọng kia không thấy anh Quy đâu hết. Anh Quy đâu? Thím ơi Thím, tự trọng xíu đi Thím.
Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi? Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á. Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá, nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? À? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Dạt ra đi, dạt ra, yêu cầu dạt ra đi. Dạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh đây. Huy. Anh Huy. Đó. Ơi ơi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra. Vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? Hai tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Nè, lấy con heo này, lấy con heo này. Dạ thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em nhắc Huy ơi. Này chị bữa, ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà làm anh gì nhớ đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì vậy phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra nhà băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới. Không, nhưng mà cái chuyện đó ba má tới đây rồi. Có. Tại sao lại tới đây? Khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây. Cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Quỳ. Sao anh thử hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy có cái đàn đó anh lấy ra, cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, tôi đợi cho em hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá, nựng lượng cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè, đứng cho nó sung đó. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó,
em xa anh. Một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có bằng căng gì, bằng căng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn nghề hiếm dân, với anh em mãi là người tình chăm nắng. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chảy nước miếng má trời. Quay á quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Cái này đủ rồi. Quay á quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay á. Con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quy đâu bò? À cái biệt anh là bố đây. Quy đâu? Tới đó cái biệt anh là bố đây. Hả? Anh nhìn Quy. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Ba anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quy đâu? Tại sao? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cà đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Ăn đi mẹ chục năm rồi ăn đi ở mẹ đi cá ăn đi ở mì đâu. Ai qua mày hát rồi được không? Tại em đúng rồi ba má chứ quê không ai biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho là nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn đi tê. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa bỏ mày đẻ mày ra mày cho mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má chứ quê mới đúa mày chơi trơn. Hả? Để mà thông dịch cho là để con ra để cho con bù đi. Chứ đó là không ai biết đấy, chứ con đi mẹ chục năm á, chứ con chưa về thì Quy! Để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nói được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nói là mày cho mày về cho bấu đó. Rồi cho mày cho đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe nữa. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á là cháu ni là con á có lễ tân hủy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù à. Bà nói không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê là cháu là lớn lên rồi chưa. Hồi xưa má cho ông bú nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó thì đó vậy thôi. Không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà ta thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Đám cưới đi. Ta nói giãn ra, con nói giãn ra. Em nhập vào. Thì được rồi đó, mày hốt nó đi về mày hốt con này thôi, về mày ăn một năm. Thôi. Này mày hốt con này về mày ăn thịt thanh ghi vi với hết thịt. Bác ơi bác. Tôi bắt cổ hai ông bây giờ. Hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh xin đi. Bác chứ. Rồi con tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Cách mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở giờ con ế qua con sang rồi.
con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kệ không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bà tái hồi là cái quê, quê quản. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mày, mày chứ. Ý tao hủa mày là cái quê, cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sang em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cả mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lại về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lấy cho mày. Ủa? Đây. Nãy giờ đó, anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cụ. Sư cụ đó tí. Là bởi vì... Dạ, tụi em là... cũng chỉ sư cụ lấy tiền thôi. Ủa sao nói người ta? Sư cụ cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Có gì kỳ vậy? Thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai cái ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Con thằng Lăng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bị điên nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á, là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô nơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là anh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sư cô đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Không phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Quy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi.
Không sao, em tặng luôn. Thôi giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Tại nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. Em rất nhiệt tình. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui đó anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình phải làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi. Riêng người mà thôi. Đêm nay nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về âm 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 âm. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này thấy ghê thiệt. Không khí đã ma quái, để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi. Alo. Alo. Tôi đây. Vâng. Chờ một tí nha. Dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây, Phiêu Diêu đây. Vâng. Em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. À. Vâng. Thế hôm nay chị biết rồi, ôi giời ơi, ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chào nhá. Vâng. Dạ. Em tính làm món vịt nấu chào. Vâng. Cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. Thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng thì không biết à. Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Dạ. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Dạ. Thế đi đây có việc gì? Dạ vậy mà còn con nghe tên thầy con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết thì dương gian có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn tức là đã có rồi người ta mới đồn. Hiểu dạ. Không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Dạ. Đây này tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Dạ. Nghề đấy là nghề của tôi. Dạ. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tay ấn như tôi thì tôi mới thấy. Đây không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy. Thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma, hèn gì nãy con bước vô đó con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lại nhà. Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma. Gớm. Này. Nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nó, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá, gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt con nghe nhiều người nói lắm rồi. Thầy gọi hồn được người chết cho nên bữa nay con không có tin. Bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà.
Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Rồi nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Ê, thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt Hiêu. Nghĩa đi à chứ đâu. Đấy có đi là phải có về. Đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Ấy thế phải có đi phải về. Dạ thầy thầy. Thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được đúng không? Yeah. Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq. Yeah. CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm anh biết nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Nhưng mà này, thế hôm nay anh đến đây, anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ, con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở Hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ, đúng rồi. Tội nghiệp vợ con lắm, tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. Thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này tôi nói anh nghe, tôi mặc dù tôi nghèo thật, không có gì, thấy không, không có gì, bình thường không có gì, không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô ma lì, ok? Yeah. Lô ma lì. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi. Rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào, mang vớ vào. Sao vậy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cơm đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Còn không có cố tình nói như vậy. Tại con không biết, cho nên con mới nói là thầy nghĩ vậy chứ con không phải là con không tin thầy. Đó. Súng rồi. Không, không, không. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ, không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biếu thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy, trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex
chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết, before đó thì tôi không biết, nhưng after I low. You low? Yes, I low. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ê, thêm một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tạm này. Thầy nói con nghe, đối với thầy 26.000 đô la nó to thật, nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy. Thôi con cứ mang về, dạy việc thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ô, lại bà đây. Thôi đưa đây gươm. Ừ, thôi thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gớm, thầy lấy cho mày vui đấy, chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp 4 cái này gọi đưa tao không lấy tao con mày. Thôi ngồi chơi nhá. Ừ, cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Ừ, thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Alo. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng. À, đúng rồi. Ê nhỏ, trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn, không có đi. Nhỏ, bộ có ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết, nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu. Bên kia thế thế đấy. Ba mày chết lâu chưa? Chú có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chứ vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có. Ê, con thầy có nè. Thầy đỡ đi. Ê. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn 1 năm rồi ạ. Chú thấy không, khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Thôi tội nghiệp quá vậy. Mà bắt. Thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi, tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi, oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan, nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Nè, mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Trời thế, ơi. Thế mới bảo là chết oan. Trời ơi, 4 phát M79 mà thục cãi đầm họ mày không chết là hơn đó. Cái gì mà nói mình ổng chịu không nổi. Thôi dẹp đi mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời, mệt quá. Thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nha. Thằng bé nó về rồi à? Dạ, nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Ừ. Thầy ơi, gì? Con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ, với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì canh mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. À. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi, vợ con bị chết đuối. Mấy tháng này đêm nào nó cũng hiện về, làm con ngủ không có được. Đây này, nếu đã hiện về như thế, tất nhiên bà phải có sự oan ức.
Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi, đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian, bà không muốn vướng víu, bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi, khỏi kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này, tôi nói cho anh nghe, nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi ấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia, bà đến bà nhờ tôi gọi hồn lên chồng bà về. Gớm, bà thương chồng bà kinh khủng. Bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. Bà hỏi anh ơi, thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi, thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ lấy hộ cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Ôi thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đủ cần đốt nhiều vậy thầy? Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gớm, cái này có phải visa thường đâu, cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Anh thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì hơn. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về. Ông ghi làm sao, tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Con có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy hộ thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí, người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Thế rồi tôi đưa cho anh. Gớm, tôi nói anh nghe nè, khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn á thầy. Ừ, khấn đi, xong rồi thầy đọc, thầy tuyên sớ cho.
Em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Mối cay quá thầy. Hỏi nó cay mắt quá. Cay quá. Dạ. Tiếp tiếp thầy, tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Thầy. Ủa thầy, người ta bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Sao thầy? Ta đang tấn mà. Đây mày kêu nó về, mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm, nó mới về chứ. Để ta làm. Trông về nghĩa địa mà ruột đau chín chiều. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào, tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về, hiểu không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thế nãy giờ thắp bao nhiêu nhang, đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên này in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Oh, translator. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. À, dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên ai in tu in nít nạch kinh bơ xì nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy. Đọc sớ đọc đúng cái tên vợ nó, mặt nó cứ đần thối à. Đúng tên rồi. Đâu có đúng. Vương là gì? Vương là vua, vua là phải là king không? Ngọc là cái gì? Pơ. Pơ là ngọc cái này. Xì nách là rắn, rắn là tị đây. Tao dịch không sát một chữ nào à? Thế thả lên tao mới đọc king pơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. King pơ xì nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch year of the chicken. Ba tuổi. Xăm chín. Hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vần diệu. Trình quán củ chi Việt Nam, bon the củ chi Việt Nam. Mày nào không có dấu nguy hiểm thầy. Gia số 2358 trên tờ lộ. Trên tờ lộ, lộ là đường đấy, hiểu không? San Jose, thành phố Cali, tiểu bang 95112. Hiệp Trung Quốc Huệ Kỳ. Ác rét tù trì phải ít trên tờ rút.
San Jose City, California. 95112. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. American United of America. Đứa mày thông cảm, ta mới qua có mấy năm đọc không rồi. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Die in the water of the lake. Please give my dear come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? I tell your husband hot sack đem về chôn. Có lẽ quá đi thầy. Cái lại mày. Sao nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy? Tiền chưa. Tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn. Tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Thôi để đây. Tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy. Rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi sao nó thầy? Nói rồi. Đây này. Nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, vậy thầy. Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế? Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pound rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay, heo quay cho nó ở Bonnetezone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Thì kỳ vậy thầy. Cũng muốn lấy ai lấy chứ. Ai biết nó nói mà. Tao chen chỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế. Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Không. Chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên linh linh, địa linh linh. Cái vườn cái thằng Josh. Vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một. Nó lên 4 chữ đa thủy tắc trầm. Chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ túi không lẽ nằm trên bờ. Trên bờ thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy chờ con chút. Con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha, bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không, gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải không biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi.
Tôi á là muốn kiếm biết xác nó ở đâu hả, mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Ủa tầm bậy tầm bạ không à. Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Rốt anh chứ còn gì nữa. Làm mừng hụt mấy tháng nay à, mất mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi, dẹp nghề đi cha. Bực mình. Sao tự dưng bà ta dẹp nghề? Bây giờ ta dẹp nghề ta lấy gì ta sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo ta dẹp nghề? Sợ xin lỗi mày, ít nhất cũng lừa mày được 300. Ủa? Lấy mẹ luôn 300. Trời ơi sao hôm nay tổ chát thế hả trời ơi. Mà Thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gấp gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Tèo ơi, mang cho bố cốc nước. Dạ. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi thế này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cà tun mãi, bây giờ mày cứ như cà tun ấy. Sửa tướng lại. Mày ngồi xuống đây không? Tán một phát là chết bây giờ. Này bảo này. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui quẩy. Hôm nay bố mày gọi nghe hồn người còn sống. Nó về rồi may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào. Chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao đông qua gì? Ông tát cho mày không còn một cái răng sữa nào. Bây giờ mày còn nhái tao mày đông qua gì à? Bố mày không biết tiếng Anh thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết tới nơi rồi số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé. Cũng là đôi giày số 47. Mà loạn vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà loạn vào chân tài tử điển ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đỏ. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ủa vậy thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe. Gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền. Chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo. Lúc đây là chết. Và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi. Luật sư này, bác sĩ này còn có khi bị rút bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu có sao. Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rút. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố, bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hôn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chét xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất thế hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn. Không nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi,
không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà, dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Nước đường cùng như vậy mà mày còn nói không thay lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ cho mặt con, ông nói ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, tụi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói kỳ vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi. Bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ. Đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa. Khi tôi sinh ra mang được hai tiếng câu bà nín đi, ba không có quyền hát bài này, bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mà còn ở với tao á, tao làm cái gì mà phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây là con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ trong mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Xong con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô nành lợn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. Ờ không có. Tao nghe kỹ rồi. Tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã hội đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà nghe chưa? Ê, còn nhà có, còn con sao? Kệ mày. Ba. Quan tài có đâu? Quan tài có đâu không? Mày đâu? Ở đây không phải chạy hòm, không có quan tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba con đâu? Ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Trốn đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có chỗ trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo, để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba mẹ mày, thằng bất hiếu. Đứng thẳng lên cho anh hùng. Anh Quýt. Mày tính trốn nào mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì á? Dạ. Quan gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ có con gà mái tơ nuôi còn nổi mới lụt chấm muối tiêu rồi. Cho tôi khất món nợ vài ngày đi anh. Xít đồ nữa mày. Chú, còn lại chú. Nhà còn có cái tivi. Chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi lại. Chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dẹp đi. Quan. Dạ.
Mày thiếu nợ đại ca tao bao nhiêu cây vàng mày nhớ không mày? Dạ nhớ, lúc mượn 10 cây, tiền lời cắt cổ là... Hả? Dạ không, tiền lời nhẹ nhàng, vốn lẫn lời là 22 cây ạ. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba ba, cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ đây. Ở đây ca. Dạ sao quyết đây. Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó giật đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái hay tay phải? Tay trái phải không? Chuyện nhỏ. Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ. Sau rồi đó tao quay trở lại tao xử mày, ok? Đi mày. Cái tiêu huy. Cái. Trời ơi. Bàn tay nằm ngon ba vẫn kêu xa. Ba ơi, tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi, nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp, con bức xúc con cũng chảy ra. Sao con đâu? Bây giờ ba qua nhà, bà chính ba trốn đi. Bà chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi, vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi, chỗ đâu ba dung thân đây? Tôi đầu quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên Quang chưa đủ, sao ba còn đặt tên Tài? Sớm mà kêu một lần, hai cha con một lượt kêu quan tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhọc không? Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên Quan là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quan tài đây là phối hợp giữa chức tước giữa tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy quan tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Ba chưa có nghe cái câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Anh Quang ơi, anh có nhà không? Tôi chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Anh mẹ Quang tư ơi, chủ nhà. Anh có nhà không? Tới đầu nợ, tao trốn nữa. Trời ơi, buổi sáng này nguyên cái liên khúc Quang này. Anh ơi, anh có... Cô Tư là cô Tư tới chơi, cô Tư. Tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con đi đánh số đề rồi phải không? Tao nói thiệt nghe, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà. Bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tóp vô nó khiêng đi rồi. Tao thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ, hết sức tệ. Không lo làm ăn, lo đánh số đề, cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe. Ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư, đáng lẽ tôi lúp luôn ở trỏng rồi. Nghe con này tự ái mới ra này. Chị nói vậy con tôi nó hiểu lầm tôi làm sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị, chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm, nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không không có, cái này con cải chánh bị ba con tâm sự à. Bạn bè dúng bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo. Nói cái gì mà nhân tạt nước sôi trong mặt người ta vậy? Thôi được rồi, chê xấu trả tiền đây, trả tiền ngay. Không có, đừng nghe nó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng tiền nhà mà chị làm gì lá lối om sòm vậy? Ai dám thiếu chị đáng nữa. Trời. Mà tôi nói thì nghe tình xưa nghĩa cũ mà thôi, thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì? Tôi nói thiệt với anh nha, tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng của anh. Tại sao anh không lo
làm ăn bệnh lo bài bạc suốt đời là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoan, có con nào chỉ tôi đánh hôm nay thua quá anh Quang. Trời ơi, tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ ra con cá kìa. Tôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên một con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Trời, tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy? Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe, là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi, nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi, nó mơ là đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Thắng cho là tôi không biết nữa. Tại vậy? Tại bài của Tư nói con nghe nghe, là coi như là bây giờ con nằm trên bao mộng mị con thấy gì đó, con nói Tư nghe, cái Tư đánh cái trúng Tư thưởng ha. Con nói thiệt với cô, bây giờ con nằm trên bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với bà con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng tài đã nhắc tôi mới nhớ ra cái chuyện tiền. À mà thôi, cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì hả cô Tư? Xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Vậy con? Sao vậy con? Cái cú này con biết rồi, tử tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời ơi, thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ, bực quá à. Chị Tư hả? Cả tháng này á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi ở trên á, bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn. Bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi. Anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi. Sao? Trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hết cái quần xà lõn anh hay chi đó. Tôi nói như vậy nè, tao nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh, nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi, rồi cái đói xỉu quá nghe không nổi nên tôi đem xôi gà quá thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tao nói chuyện nó là vậy nghe. Là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. Nó mới giờ chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. Mà không phải giờ chơi không. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi, bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi? Có sao không có, mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy. Anh biết tính tôi quá mà, đời nào tôi bố thí cho ai, ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi còn tạt nó tôi đuổi đi, nó mắc mớ cho anh ăn vậy. Ơi, đừng có ăn, ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? Tôi nghe nói anh tuổi ngọ phải không? Đúng rồi, tôi tuổi ngọ, con tôi tuổi ngọ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết à. Nói nghe nè, ông bạn tôi đó anh, vậy là đúng số rồi nghe, bạn tôi nó tâm sự ngàn tội nghiệp nó anh. Tôi nói tình duyên nó long đong lận đận, tại vì gái tuổi dần mà. Tôi nói qua bên Mỹ nghe, có 3 đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết, một tháng xe tháng cái rụp chết vậy đó hả? 3 tháng 3 thằng. Bởi vậy nó đi coi thầy anh, cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ha, phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á. Xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Mà phải là người tuổi ngọ nghe, để mà xứng với lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó. Thôi, không được lắm. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu, anh lết còn nổi không? Bà mẹ anh già có phu đấy ai thèm đấy anh. Tôi nói tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Nói tao hết hồn rồi nè. Gì? Sao vậy con? Con lại qua. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn. Nhưng mà con nghe người ta hay hát, ôi đàn bà là những niềm đau, là làm tim đổ máu. Mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè, xanh lét rồi ba ơi. Con không muốn đâu, con không muốn đâu. Con không muốn lấy... Muốn ly vợ phải không?
Muốn xa ba dạ, phải không? Con không muốn xa ba đâu. Giờ dạ, chảnh gì vậy? Ý là anh nói là anh nói anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng chứ gì. Tôi nói thiệt cái chuyện nha, gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? Một gia đình có truyền thống văn học. Đúng. Ừ. Chị nhìn kỹ coi, thằng Tài con tôi á là lá ngọc cành vàng. Trời. Là xương xa học lũ. Không có thể nhấp gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Đúng. Trời ơi, xương xa học lũ, chảnh quá ha, giàu quá ha. Nè, nè, nói có sách tắt cái trứng nè, đẹp ơi. Gì? Đẹp ơi, nè, nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó có bất kiến không thấy gì chứ. Đưa con đọc tao đó. Tao thuộc là mày, tao thuộc này. Coi như là nó coi à, rồi nợ 6 rau với 1 tháng à, với 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối sớm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu. Mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng sao cô chưa ghi? Ủa vậy hả con? Để cô ghi, để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao? Anh Quang, tôi tính sơ sơ thôi nghe, anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết cho anh Quang? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán bị ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Dạ gì? Không. Bắt đầu nó vô nó hút anh, có dòi nó vô nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi, gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài, tha hồ anh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Tước lạ sao quen mày. Ba ơi, ba con nghe cái câu ai đem con sao sang sông để cho rồi xáo sổ lòng bay luôn. Nào ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chị con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt nghe, quyết định vậy nghe. Alo. Mén hả? Má nè, má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha, sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi đó, kiếm chồng cho cổ đó. Cỡ bảy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương, bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mươi. Khỏi trèo, mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt gì cũng có mày. Thôi bây giờ về đi, không còn thì giờ nữa, cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây nó ra mắt anh rồi. Nhưng mà vậy đi, trời ơi anh Quang ơi. Sao? Anh làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi anh là dân chơi thứ thiệt rồi mà nhìn anh tôi thấy đuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rụng mẻ hai cẳng còn có cẳng một rồi. Cái bộ đồ nào khác thay đi anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa trơn hả? Đồ không đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày im nha mày. Tôi có cách. Đó, lẹ lên. Tài ơi Tài, trò con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, trò tôi thương con quá à. Đây nè, con là hên lắm nha, nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa Quang. Trời ơi con ơi, là con đi Mỹ mà không thích ha. Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy người ta mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con? Con hỏi cô nè, ngày xưa Thí Kiều cũng bán mình chuộc cha mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thí Kiều. Cao quá
Thúy Kiều, người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Tôi đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi mấy tiệm phở về mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt không á nha. Anh Quang, anh làm nhiệm trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là Châu Nhuận Phát lúc về già. Ôi giời ơi, ngoài điều gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi giời, bao nhiêu mớ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra. Này chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt, chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dừng đầu dậy đi qua đây gặp sao? Chị đó, có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em chưa. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày mà đặt cái cành trong giữa gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe. Anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha, đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Chồng hả? Chồng hả? Sao không nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ, con chào anh bố chồng ạ. À. Ừ. Rồi, tại bố, con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ, con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Ừ, cảm ơn. Dâu đó hả? Dạ. Việt Kiều đó hả? Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Dì dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài, ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp lẹ. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi giời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì đấy? Ngựa đây đó hả? Quánh đứt con à? Ôi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè, ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa dơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuột. Lại đây với em nào. Nói thiệt, chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt. Hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện, mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sợ. Chạy đi. Tài, qua, từ nói nghe nào, qua, từ nói nghe. Anh Quang, nhìn đi anh Quang. Từ hồi nhỏ tôi lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Anh coi đi, đây là số 1 nè. Đây số 0 nè, là tôi nói số 10 nè, là 10 năm tình cũ đó. À bây giờ vậy nghe, bởi ta nói ở đời nghe có 4 cái ngu, là mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm chầu. Mà chị làm mai đó, là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì cái tật thương người, em ơi thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi, kể kiểu nào thì tùy ý em. It's up to you. Vậy cái gì nghe, để cho hai trẻ tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang, tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đấy nghe, nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả, là voi ngựa cho sắc hết à. Con dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con? Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty Bob ạ. Massage đó hả? À không, bố hiểu nhầm rồi. Bob là cái ví đấy. Cái ví là cái này nè, đấy. À. Bố biết không, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV. À. Bà biết, bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. À. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. À, được. Cái gì?
Dạ chào chào. Gì con? Gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao phải bán hết. Trời, tôi chết rồi. Con nói cho bà nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Bà nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới, mua nhẫn cưới. Dạ kể từ đêm nay con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Nó nghe huấn luyện nó xỉu liền nè. Dạ. Tối nay vô khách sạn á, luyện thôi đừng có quấn nha con. Dạ bố cứ yên lòng. Ừ. Mỗi ngày á con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà nó còn ăn cầu 20kg sâm còn ham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập 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 trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư nè. Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết, còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Bố ơi bố. Là khoan khoan, đợi đợi gì vậy? Bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính suối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. À, lại đây. Cái vợ mà làm dữ. Ôi trời ơi anh này, anh sao khéo lơ, thả nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyến này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi đi. Con đi nha. Nhớ là mày không có trốn à. Anh nghe ra đi cho... Thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nhanh nha. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Thằng này thiệt tình. Quán đâu? Quán có nào? Thằng nào đó bay? Quan tài bây giờ không còn là quan tài hồi sáng nữa đâu. Ê, có tiền mày trả cho đại ca tao chưa mày mà ăn mặc ngon lành rồi mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi trời bằng vung thế kia. Chắc cũng đồng nghiệp đấy mà đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày. Mày nghĩ gì mà mày bảo tao vừa đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mũi lợn mồm cá sấu. Ê, đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom bà còn lấp được, hố gì hố nay. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lùn mà vừa bụng bự xấu. Này bà mà tát một phát thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nhé con. Đại ca sao quýt nè. Bưởi còn chết chứ thứ gì quýt. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày. Tao Việt Kiều Mỹ. Tên Việt Nam là Lê Vân. Tên Mỹ là Louis Vuitton. Không. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay. Tiếng Mỹ gọi là leo. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô bà còn bóc được chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt á thì bà chỉ phập một phát thôi là lòi đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thá gì ở trong cái nhà này mà bà dám xía vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài, con dâu của Nguyễn Văn Quan. Không. Kể từ giờ phút này thằng nào mà đụng vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tôi, tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé, mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năn nỉ ỉ ôi người ta.
Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày xông xộc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má hạ thằng kia. Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Xin lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng không nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quang, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê, dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có hai mươi mấy cây vàng nó mà làm cái động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đỉa luộc á, ruồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê sao quên, cầm cây thuốc hút cho bổ phổi. Mong, bà đang làm dâu hiền mới vào pháo đám bà. Dạ thưa bố. Dạ con. Bố ơi, con nói cho bố nghe nhá. Bố thiếu nợ bao nhiêu, bố cứ nói cho con phát một đi, con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiêu, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhá. À, 10 ngàn đô thôi con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Trời, trời ơi, tốt quá. Ê, anh về đấy hả? Sao thế? Sao nó đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng con đây, gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À, mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi. 80 ký mà nó đè 36 ký. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại, nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lưỡi, con tự tử còn sớm hơn. Thôi, được rồi, bà không ép con nữa. Không lấy thì thôi, bà không gả. Đừng cắn nữa con. Ờ, vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả? Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông, bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc. Trả lời đi. Z, alo. Z á, thì bình yên. Còn lô á, bình hưng hoàng nghĩa địa. Này, mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tì đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗn rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, trăm năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Cưng, chị làm mai mát tay không cưng? Mát cái mẹ gì hả? Trời ơi, em đang lộn tiếp đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thế có tức không chứ? Cái gì kỳ vậy trời ơi? Đây là mai, đây cho đây, rồi giờ đây không chịu đây. Tao quên, đừng nói đây vô thế mạng nha. Đừng có nói tình bạn duyên con, nhưng tao quên chết liền á. Để con. Ê, bây giờ chị đứng ra một bên thì để em xử cha con lão nha. Bây giờ Z alo. Chị, bây giờ chị bình tĩnh, để em giải quyết. Bây giờ ba em giải quyết không được, em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè, em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra thế đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi, bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ, trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống thiến nó nặng 100, mò 1,8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 g, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên tao phải mua con gà trống thiến rồi. Hay, sáng suốt.
Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng. Bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi cám lợn nhỉ? Thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi trời ơi, mày nghe em dài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Im! Thiệt ra tin đi, lấy con ngựa. Im! Let me check. Low my thought. One minute. Thôi được rồi, ta quyết định rồi. Phải lô lì. Better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa